Vâng, xin chào các bác nhé. Thì ngày hôm nay xin phép là một cái video ngắn như thế này, bán cho bác Thanh Lý một cái đôi loa, một đôi loa mà nói chung nó là một cái dòng loa mà trong cái diện là loa lẻ còn lại tại kho, từ ngày hôm nay bán rẻ cho bác thôi. Chứ mà các bác, đây là một đôi loa lít cho bác nhá. Đây là loa lít audio, đây các bác nhìn L này, lít audio, một cái với cái logo nó sẽ là biểu tượng chữ A ngược như thế này. Thì Lead Audio thì em cũng đã từng giới thiệu cho các bác rồi, là một thương hiệu tới từ nước Pháp các bác nhé. Tới từ nước Pháp, và nước Pháp thì cái thương hiệu mà nổi tiếng nhất của họ đó chính là Nexo. Thì trong với những cái những cái thương hiệu loa của nước Pháp ấy, thì ngoài Nexo ra thì còn có thể là Lead Audio này nữa, là một trong 5 cái thương hiệu mà lớn nhất của nước Pháp mà về những cái dòng âm thanh. Thì trước đây thì em có bán với những cái phiên bản Lead 40, highway bát chép riêng biệt, đây cái thằng này cũng là highway nhưng mà thằng này là lít đồng trục các bác nhé, đồng trục đây. Em vừa mới tháo nội thất ra để chụp ảnh cho một bác khách xem. Đấy, mà bác khách xem cái nội thất thì cũng là nhân cái nhân tiện này thì em sẽ quay luôn cho bác một cái đoạn video để bác thấy luôn. Thì báo giá luôn cho bác, vì em nghĩ là một số bác thì khi nghe đấy từ Thanh Lý các bác vào, cái điều đầu tiên các bác muốn nghe đó chính là giá tiền. Thì với cái đôi lít 40 này, giá cũ mà em đang bán với giá là 14 triệu đồng một đôi nhé. Nhưng ngày hôm nay nếu bác nào mà lấy đôi này thì em sẽ để cho bác với giá là 10 triệu thôi. 10 triệu thôi các bác ạ. Đây. Dòng nó là đồng trục các bác ạ, phân tần hộp nhá. Lead Audio thì cái dòng ngày xưa thì bọn em đã bán phiên bản 30, phiên bản 40 khá là nhiều rồi. Đây, con này sử dụng một con tép. Tép là tép DE của BNC 250-8. Và con tép này cái củ tép này sản xuất tại Italy các bác nhá. Và một cặp chép của 250-8 này. Cái con chép này là mới tinh, gần như là mới tinh luôn các bác này, rất là đẹp. Đây, số seri này. Đây, số seri nhá. Đây, bát cũng vậy luôn này, có đầy đủ seri email. Thì với một con tép 250-8, nếu là 250-8 thì các bác mua một cặp tép như thế này trên eBay thì sẽ là 8.500.000 đồng một cặp. Còn với cái mã là 160-8 á, 160-8 của BNC như thế này á thì các bác sẽ mua với giá là 6.500.000 đồng một cặp. Đấy, là đúng là một cặp luôn các bác nhé. Còn với cái mã này 250-8 này là 8.500.000 đồng một cặp này. Đấy, cái này hôm vừa rồi em mới tham khảo một vòng trên cái eBay và Amazon. Nhiều khi là một số cái đôi loa về đây là nó bị hư á, bọn em thì tính là mua những cái đồ xịn trên đấy nhưng mà giá cao quá các bác ạ, mắc quá. Một cái đôi con cặp tép đã giá thành cao như vậy rồi thì cũng rất là khó. Đây, và dòng này thì côn là côn 76 các bác nhé, côn là côn 76 này. Để bọn em bán loa bác 40 thì chưa bao giờ có cái bán những cái dòng mà nó có côn nó lớn hơn 76 các bác ạ, chỉ chơi là 16 thôi. Đây, bên trong là bông tua âm này, thùng vách là thùng gỗ rất là chắc chắn nhá. Phân tần của dòng lít thì các bác để ý một điều là nó thiết kế thì là cái phân tần của nó là phân tần hộp. Phân tần hộp các bác ạ, nó được đổ nhựa đổ keo nó dày đặc luôn. Thì mình cũng không bên trong, một là cái ý nghĩa của phân tần hộp thì có hai cái chức năng. Cái mục đích khi người ta thiết kế ra cái phân tần hộp, một là nó sẽ là cái vấn đề bản quyền. Những cái thiết bị, những con tụ, những cái cuộn cán bên trong, những cái sản phẩm đi kèm của cái phân tần đó thì nó đổ hết cái keo vào đó thì nó sẽ là bảo vệ cái tính bản quyền. Với hai cái hai là nó bảo vệ cho cái độ chắc chắn của cái phân tần trong quá trình vận chuyển, trong quá trình hoạt động. Nó được bảo vệ tránh ảnh hưởng của lực tác động vật lý ở ngoài, ví dụ như va đập, hoặc là ảnh hưởng yếu tố của thời tiết, ví dụ như là độ ấm này, nắng nóng này. Nhưng mà cái phân tần hộp ấy thì cũng có một cái nhược điểm là nếu như mà không may nó bị đứt chân á, đứt chân của tụ hoặc là nó cháy á, cháy tụ thì mình hơi vất vả một chút thôi, hơi vất vả một chút các bác ạ. Cái đó thì bình thường hơn nhưng mà cái độ bền của nó thì để được cao hơn, cái độ bền của nó cao hơn cho nên là cái vấn đề mà cái yếu tố mà nhược điểm của nó thì nó sẽ được khắc phục đi rất là nhiều các bác nhé. Đây, các bác nhìn con tép của BNC này, tép BNC nhé, và tiếng tép của BNC hoặc tiếng tép của những dòng mà bọn em khi mà thấy những dòng loa mà sử dụng tép của BNC này, tép của Selection thì bọn em kiểu gì cũng nhập, vì là cái cho các bác một tiếng lời rất là hay. Ở đây là phiên bản đồng trục của Lead các bác nhé. Đấy, thì em cố quay sơ cho các bác thôi. Loa này loa màu trắng thùng cân với 4 lỗ thông hơi phía trước và hai bên này có hai thanh nhập inox. Đây, đẹp inox ở ngoài này các bác này. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Tem có số seri, có số email, tất cả đều mọi thứ đều đầy đủ luôn. Thì giá còn có một đôi thôi, em bán rẻ cho các bác thôi nhá các bác nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em luôn. Xin chào các bác.